Hello, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đang xem kênh của Hồng Kiên Art nha. Thì theo như một số góp ý của các anh em đam mê hội họa cũng như là vẽ tranh tường, thì hôm nay mình sẽ quay một đoạn vẽ chi tiết kết lốt núi và vẽ vỏ núi tranh tường áp dụng trong các tranh phong cảnh, tranh làng quê và tranh sơn thủy. Thì theo cái kinh nghiệm của mình nha. Theo cái kinh nghiệm và những cái gì mình biết được thì không phải thì mỗi người có mỗi cách vẽ khác khác nhau, thành ra là mình chỉ chia sẻ theo cái cách của mình thôi. Hy vọng là qua video này là sẽ giúp đỡ được phần nào cho các anh em vẽ tranh tường, có thể hiểu thêm về cái cách vẽ của mình. Thì đầu tiên là chúng ta dùng các tông màu lạnh như tím và xanh, một chút xanh dương, một chút xanh lá cây, chúng ta lót để cho nó kín cái tường đi. Thì với lại là mình hay dùng màu trắng thùng á các bạn, sơn trắng. Mình thì mình hay dùng sơn trắng nếp bông, thì mình pha với màu để cho nó dễ lấp vào những cái kẽ tường kìa. Nhiều khi gặp cái tường thô như tường này thì vẽ rất là khó các bạn ạ. Thì tiếp tục thì mình lót theo cái khối, theo mảng sáng tối. Và ở phần chân núi này mình dùng xanh cobalt nha, pha với trắng và tím, làm đi để cho nhẹ cái chân, nó đẩy xa cái ngọn núi ra. Thì như các bạn hình dung thì nó cái ngọn núi nó được nhìn xa mình thấy có sương mờ kìa, với lại là ở một số mảng là nó ảnh hưởng tương phản từ cái mặt nước lên, thành ra nó có những cái màu xanh, hơi xanh xanh và hơi tím tím. Thì ở đây mình lót như vậy để sau mình dễ lên màu nha. Vì cái ngọn núi này là mình quen rồi, thành ra mình cũng không có dựng hình chuẩn xác. Còn các bạn chưa quen thì các bạn cứ nên lấy phấn và dựng hình các mảng sáng tối và mình lót theo cái mảng đó cho nó dễ nha các bạn. Thì đây là cách chấm núi của mình. Các bạn chấm theo cụm nha, đừng chấm chấm một lần mà cho nó xong luôn thì nó không 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 đẹp được và khó đẹp. Các bạn cứ chấm theo cụm rồi sau đó mình cứ lên dần dần. Thì núi thì mình cứ dùng cho nó đa dạng màu một xíu, có thể là có cây xanh pha với vàng đất hoặc là một số cây nâu, cây hơi vàng, hơi tím tím, vân vân. Thì mình tức là mình dùng để cho nó đa dạng màu trên cái ngọn núi mà có nhiều cây. Đấy, mình cứ chấm theo kiểu lót lót rồi sau đó mình mới lấy sáng mình nhấn cụm rồi lại nha các bạn. Mình sẽ thu nhanh đoạn này. Các bạn xem nếu thấy hữu ích thì like và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Nhớ để lại comment để đăng góp ý kiến để giúp kênh hoàn thiện hơn. Thì mình nói chuyện cũng không có lưu loát lắm nên các bạn xem thông cảm nha. Rồi các bạn bắt đầu lấy sáng tối cho các góc cạnh của ngọn núi nha. Các bạn nhìn cái cách lót màu của mình kìa. Nó nhẹ nhàng và rất là mỏng. Mình hay pha thêm sinh nước cho mỏng màu kìa, nên hạn chế dùng các cái màu nguyên trong hũ chúng ta lấy nguyên chúng ta vẽ lên thì nó rất là đậm và nó cục cục, chúng ta khó điều khiển về các cái sắc độ của màu. Và cái cách chấm cây cũng vậy nha các bạn. Ở đây chúng ta lấy một một bên của cái cọ thôi, chúng ta chấm nhẹ nhàng, chúng ta chịu khó lấy màu một tí thì sẽ chấm được như mình. Đừng cái hơi xiên xiên so với tường thôi, chúng ta đừng có chấm ngang nó cũng không được, mà chấm nghiêng quá nó cũng sẽ không được như mình đâu nha các bạn. Đấy, cây mình bắt đầu mình lấy sáng lên cho những cái cụm đó vừa phải, thì sau đó thì chúng ta sẽ nâng thêm một lần sáng cuối cùng nữa, chúng ta sẽ nhấn theo cái độ sáng của bầu trời kìa. Chúng ta làm bầu trời vàng trắng thì chúng ta nhấn thêm chiếc vàng để cho cái thể hiện được cái ánh nắng của bầu trời nó chiếu vào đó ở một bên nào đó, một bên bên sáng bên tối, thì chúng ta cứ
nhắn theo luôn sáng như vậy. Đấy, cứ theo cái cách này thì chúng ta cứ lên dần dần. Và đừng có, các bạn đừng có ham mà ngồi chấm cái nhiều quá, thành ra nó một chập chúng ta ra ngoài chúng ta nhìn vào nó là nguyên một mảng xanh hay là nguyên một mảng vàng thế rồi, thì nó sẽ bị cứng bức tranh đi, nó mất đi cái độ tự nhiên của cái ngọn núi nha các bạn. Nên chúng ta đừng có ham quá, chúng ta cứ làm tổng thể đi, sau này cái chúng ta cảm thấy chỗ nào nó chưa đẹp hay là nó xấu thì chúng ta cứ sửa sửa dần 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 thì nó sẽ ổn thôi. Và cái hy vọng thì qua cái video chia sẻ này thì các bạn có thể tích lũy thêm một ít kinh nghiệm cho mình. Này mình chia sẻ cho các bạn có đam mê mới vào nghề. Thành ra các anh em thợ giỏi rồi có vào xem thì cũng đừng có ném đá tụi mình nha. Các bạn cố gắng làm theo cái cách mình hướng dẫn. Có thể là sẽ không đẹp nhưng mà đảm bảo với các bạn rằng sẽ không thể xấu được các bạn ạ. Không thể xấu được. Chúng ta cứ chịu khó học hỏi dần 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 thì sẽ thành công thôi. Cái trước mình cũng như các bạn thôi, cũng tự mò lần học lần. Học các anh em giỏi hơn mình. Học người này giỏi về cái này, người này giỏi về cái kia, chúng ta học hỏi lẫn nhau, vì học mỗi người mỗi chút thì tay nghề mình sẽ lên các bạn ạ. Cố gắng lên nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của mình nha. Nhớ like và subscribe và để lại comment để đóng góp ý kiến để giúp kênh mình hoàn thiện hơn nha các bạn. Vì nếu mà cái video này nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả các anh chị em thì mình sẽ cố gắng trong lúc làm mình sẽ cố gắng quay chi tiết và hướng dẫn các cái cách vẽ cho các anh em nha. Rồi xin chào và cảm ơn tất cả mọi người. Bye.